Hello everyone, it's me here. Today I'm going to show you a game with 100 sentence structures in English. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần đấy là 100 cấu trúc viết câu trong tiếng Anh nào với mọi người nhé. Và học với cô đi ạ. Xin chào ạ, mọi người vào với cô nhé. Hello. Đâu rồi nhỉ? Mời các bạn vào học với cô. Chúng ta sẽ đợi một phút nữa là chúng ta bắt đầu nha. So today we'll continue learning about the sentence structures in English that can help you master your speaking and writing skills. Khi mà các bạn học cái cấu trúc này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nâng cao cho mình về kỹ năng giao tiếp này và đặc biệt là kỹ năng viết. Rồi mọi người cố gắng lắm, cố học và theo dõi với cô nhá. Xin chào mọi người nào. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn ơi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một số cấu trúc như những lần trước chúng ta đã học rồi đúng không? Có rất nhiều cấu trúc rồi. Bạn nào mà chưa xem những cái phần part trước thì các bạn nhớ là về xem cho cô ở trong phần writing các video về writing trên phần livestream ở YouTube của cô Hằng nha, kênh YouTube tiếng Anh cô Hằng bữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này, chúng ta sẽ cùng một số cấu trúc như sau. Cấu trúc của chúng ta là cấu trúc no sooner. Sau đó cộng vậy là had, cộng chủ ngữ cộng P2, than cộng chủ ngữ cộng verb chia quá khứ đơn. Câu này thông thường sẽ sử dụng với nghĩa đó là vừa làm gì thì cái gì đã xảy ra. Vậy vừa cái gì đấy thì cái gì đấy đã xảy ra đúng không ạ? Chúng ta sử dụng cấu trúc no sooner had cộng với lại chủ ngữ cộng verb than. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có một đoạn là đoạn đảo ngữ. Had cộng chủ ngữ cộng P2 nghĩa là chúng ta đang đảo cho động từ của câu này từ had lên trước chủ ngữ SC, đúng không? Xong rồi nó mới đến P2 past participle. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một số câu như sau nhé. No sooner had I finished my homework than the teacher assigned me some more. No sooner had I finished my homework than the teacher assigned me some more. Câu này bằng nghĩa là No sooner had I finished my homework than the teacher assigned me some more. Động từ assigned ở đây bằng nghĩa là giao. Giao cho. Assigned me some more. No sooner had I finished my homework than the teacher assigned me some more. No sooner had I finished my homework than the teacher assigned me some more. Câu này có nghĩa là tôi vừa mới hoàn thành xong bài tập thì cô giáo lại cho thêm một chút nữa. Some more là một ít bài tập nữa, đúng không ạ? Tôi vừa hoàn thành xong bài tập thì cô giáo đã cho tôi thêm bài tập nữa. Ok, nào vậy mọi người cùng đặt cho cô một cấu trúc với câu này nhé. Đặt cho cô một cấu trúc với phần ví dụ của no sooner. No sooner, được chưa? Cộng với than. Ok, nhanh lên nào, mời mọi người cùng đặt câu cho cô để cô có thể check luôn nha. Rồi, cô nhắc lại một lần nữa, chúng ta có cấu trúc như sau. No sooner had I cộng với lại finish động từ P2, xong sau đó là my homework, cái này là cô đưa thêm vào động nội từ nội dung thôi. And then the teacher assigned me some more, có nghĩa là tôi vừa mới hoàn thành bài homework của mình thì cô giáo lại giao thêm một vài bài nữa, đúng không? Rồi đây là một cấu trúc của cô Hằng lấy ví dụ với cấu trúc này nha. Bây giờ mời mọi người cùng đặt cho cô một số câu nào. Ví dụ chị Phương có đưa ra câu như sau. No sooner had I gone out than it rained. Ok, tôi vừa đi ra ngoài để trời mưa. Ok, tiếp tục nào. Ok, cô sẽ đợi các bạn 2 phút nha các bạn ơi. Cô sẽ cho các bạn 2 phút nào. 2 phút nào mời mọi người nha.
comment hết toàn bộ những câu của bạn coi này. Phần này chúng ta có từ động từ assign. Chúng ta sẽ có một số câu nữa, ví dụ no sooner had we arrived at the meeting than everyone left. No sooner had we arrived at the meeting than everyone left. No sooner had we arrived at the meeting than everyone left. Câu này mang nghĩa là chúng tôi vừa mới đến buổi họp thì mọi người đã về, đúng không ạ? Chúng tôi vừa đến buổi họp thì mọi người ra về. Vậy câu này sử dụng cụm từ là no sooner had we arrived at the meeting than everyone left. No sooner had we arrived at the meeting than everyone left. Xong chưa? Ok chưa? Rồi, ví dụ một bạn nói như sau. No sooner had she bought a phone than her boyfriend gave her a new one. Okay. Rồi, no sooner had her bought a new phone. No sooner had she bought a new phone than her boyfriend gave her a new one. Okay. No sooner had she bought a new phone than her boyfriend gave her a new one. Cô ấy vừa mới mua cái điện thoại mới thì bạn trai cô ấy cũng tặng cô ấy một cái điện thoại mới. Good. Nào vào học đi ạ, mọi người vào học đi ạ. No sooner had we arrived at the meeting than everyone left. Là câu của cô Hoàng này. Chúng tôi vừa mới đến hội thảo, vừa mới đến cuộc họp thì mọi người đã ra về. No sooner had I prepared. No sooner had I prepared. Câu này của đại hòa sai rồi em ơi. Chúng ta sẽ không sử dụng là had I have prepared đúng không? Had xong lại chủ ngữ cộng với lại P2 luôn. Had I prepared to give đúng không? Cái này là câu của bạn nên làm sai nên cô sửa nhá. No sooner had I prepared to give a ring for my mom than my mom called for me. Thì câu này nhớ cho cô là sử dụng từ called thêm ed và call me, call somebody luôn. Tôi vừa mới chuẩn bị tặng mẹ tôi một cái nhẫn thì mẹ tôi đã gọi cho tôi rồi đúng không? Vậy trong trường hợp này sử dụng cụm từ là no sooner had I prepared to give. No sooner had I prepared to give a ring for my mom than my mom called me, hoặc là then she called me. Bà ấy gọi cho tôi thay luôn bằng she, đúng không? No sooner had we had lunch than they came. Đúng rồi. No sooner had we had lunch than they came. Good. No sooner had she sang than it cut off. Câu này của Hằng nghĩa là gì đây? No sooner had I bought a new car than Toyota discounted 30%. Rồi, ok. Tôi vừa mới mua một cái xe mới thì Toyota lại giảm 30%. Good. No sooner had I bought a new car than Toyota discounted 30%. Rồi, ok. Được rồi nhé mọi người. Vậy chúng ta có rất nhiều cấu trúc về no sooner, đúng không ạ? Vậy một cấu trúc nữa mà cũng tương tự với cấu trúc này, chúng ta sẽ thấy là chúng ta dùng một cấu trúc như sau nhé mọi người ơi. Cái này là hardly but scarcely. Cũng cộng với lại had, cộng chủ ngữ cộng P2. Lúc này chúng ta không dùng than mà chúng ta dùng when, cộng chủ ngữ cộng verb chia quá khứ đơn. Rồi, vui màu vàng nhá. Hardly hoặc là scarcely, cộng had, cộng chủ ngữ cộng P2, xong đến when, cộng chủ ngữ verb chia quá khứ đơn. Cái này cũng mang nghĩa là vừa mới thì đã. Vừa mới làm gì thì đã làm gì, đúng không? Nào, ví dụ, hardly had she broken up with her boyfriend when she got married to an old man. Hardly had she broken up with her boyfriend when she got married to an old man. Câu này đơn giản là cô ta vừa mới chia tay với bạn trai thì cô ấy đã cưới một người đàn ông rất là già, đúng không? Cô ấy vừa chia tay bạn trai thì cô ấy đã cưới một người đàn ông già. Vậy chúng ta sử dụng cụm từ hardly had she broken up with her boyfriend when she got married to an old man.
Cô đọc lại một lần nữa về câu cô Hằng vừa lấy ví dụ nha. Câu này là hardly had she broken up with her boyfriend when she got married to an old man. Có nghĩa là cô ta vừa mới chia tay với bạn trai thì cô ta đã cưới một người đàn ông già, đúng không? Đấy, sử dụng cho cô như thế nha. Rồi, nào cô xem một số phần comment của các bạn nhé. Hardly had I graduated from university when I got a new job. Ok. But I got a good job. Được rồi. Câu này của một bạn nói là tôi vừa mới tốt nghiệp đại học đúng không? Thì tôi đã tìm được một công việc rất là ngon. Vậy I have hardly had I graduated from university when I got a new job. A good job. Good. Tiếp tục nào, mời các bạn nào. Nhớ nhé, bạn sử dụng là scarcely cũng được. Chỗ này không dùng hardly, dùng scarcely, ok nhé. Không phải lúc nào cũng cứ phải là hardly, nhưng mà nhớ là viết cho đúng chính tả nhé. Từ ngày là scarcely. Từ này là scarcely, ok. Câu này của cô Hằng đó là scarcely hoặc là hardly had she broken up with her boyfriend when she got married to an old man. Còn các bạn có thể sử dụng là scarcely or hardly. Had I graduated from university when I got a good job. Đúng không ạ? Tiếp tục nào. Hardly. Nào tiếp tục đi ạ. Cô sẽ đợi các bạn một phút nhé. Mời các bạn cùng comment lại cái câu của mình ở đây. Cô xem nào nhé. Ok, rồi nào ở đây chúng ta có một số câu như sau nhé. Scarcely had the boy cried when he stopped it. Ok, câu này mang nghĩa là cậu bé vừa mới khóc thì đã dừng rồi đúng không? Good. Scarcely had the boy. Scarcely của Hằng viết sai chính tả nhá. Hằng để ý vào nha, rất hay viết sai chính tả. Em ơi, chịu khó viết nhiều bằng tay vào nha. Chép chính tả nhiều mà. Scarcely had the boy cried when he stopped it. Ok. Hardly had she got the sack when I found better occupation at the reputable company. Reputable company là một công ty có tiếng tăm đúng không? Hardly had she got the sack, đúng không? Thì gọi là hardly had she been sacked. Còn got the sack ở đây nghĩa nó không phải là thực sự là đuổi việc, sử dụng từ là hardly had she been sacked. Ở đây là bị đuổi việc nhé. Hardly had she been sacked when she found a better occupation at a reputable company. Ở đây chúng ta có một danh từ, ở đây từ reputable company ở đây mang nghĩa là nổi tiếng nhá, bằng cái từ well known các bạn ạ. Rồi tiếp tục đi nào các bạn ơi. Được chưa các bạn ơi? Hardly had I fell when I go home, I hit on the door. Tôi vừa mới bị ngã đúng không? Thì cái câu của em sử dụng từ fell. Hardly had I fell. Nào, câu này đi nhá. Hardly had I fell
Hardly had I felt when I went home, đúng không? Hoặc đơn giản là on the way home thì hay hơn. Hardly had I felt on the way home, I hit on the door. Câu này không có dùng dấu phẩy, sử dụng when nhá. Đại Hòa ơi, từ mấy giờ đặt mấy câu mà cứ sai thế, em về xem lại nào. Để ý vào nhé, các bạn nhớ phần comment của cô bám sát vào những cái mà chúng ta đang học nhá. Hardly had I felt, đúng không? Hardly had I fell on the way home when I hit the door. Câu này là tôi vừa trên đường về nhà tôi ngã thì về nhà tôi lại đâm vào cửa, đúng không? Scarcely had she stolen a woman's dab when the police came and chased him. Okay, chase, tôi không sử dụng chasing. Scarcely had he stolen a woman's dab when the police came and chased him. Thêm ED nha, không có chasing ở đây nha. Rồi, ok. Vậy xong nha mọi người. Vậy cô thấy các bạn làm khá là nhiều phần này rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển nha. Cô đọc lại một số câu ở bên trên này. Hardly had she been sacked. Hardly had she been sacked when she found a better occupation at a reputable company. Thế từ occupation này bằng với từ job. Ai chưa biết thì các bạn có thể take note lại với cô nhá. Từ này của chúng ta là từ job đấy các bạn ạ. Occupation nó chính là job. Tức là cô ấy vừa mới bị đuổi việc thì cô ấy đã tìm ngay được một công việc ở công ty nổi tiếng rồi, đúng không? Hardly had I felt on the way home. Câu này là tôi vừa mới ngã trên đường đi về thì tôi về tôi lại đâm vào cửa. Scarcely had he stolen a woman's dab when the police came and chased him. Ở đây chúng ta có động từ chase là truy đuổi, đuổi, đúng không ạ? Anh ta vừa mới ăn cắp một cái túi của phụ nữ thì cảnh sát đến và bắt anh ta. À, đuổi anh ta. Được chưa? Rồi nhá, chúng ta sẽ đến câu tiếp theo này. Câu tiếp theo của chúng ta như sau nhá. Chúng ta có cấu trúc là eat is or it was not until cộng that cộng mệnh đề. Đấy chưa, cấu trúc này là cấu trúc it was not until, cho đến tận khi, khi điều gì xảy ra, cho đến tận khi thì điều gì xảy ra, đúng không? Ví dụ it was not until he got home that he found a dead man. It was not until he got home that he found a dead man. It was not until he got home that he found a dead man. Chỉ đến khi thì điều gì xảy ra? Thì điều gì mới xảy ra? À, câu này dịch là gì nào mọi người? Cùng dịch cho cô nhé. It was not until cộng với lại mệnh đề. Xong sau đó cộng that cộng với lại chủ ngữ verb, đúng không? Câu đổi qua là it was not until, vì cái này là khoảng thứ đơn. It was not until he got home that he found a dead man. It is not until hoặc là it was not until đều được nhé các bạn nhé, vì cái này là tùy thì thôi. Được chưa? Câu này mang nghĩa là gì ạ? Mãi đến khi anh ta về nhà thì anh ta mới phát hiện ra người đàn ông đã chết, hoặc là phát hiện ra cái xác, đúng không? Cái xác chết đó. It was not until he got home that he found a dead man. It was not until he got home that he found a dead man. Mãi đến khi anh ta về nhà thì anh ta mới phát hiện ra cái xác. Được chưa? Đó, đây là một cấu trúc với sử dụng it was not until nhé mọi người. Nào bây giờ mời mọi người nào cùng đọc lại, đặt cho cô một câu nào. It was not until he got home that he found a dead man. It was not until he got home that he found a dead man. Đúng rồi, hay found ở đây là anh ta nhìn thấy và họ phát hiện ra. Những cái từ found ở đây mới nghĩa là phát hiện ra, đúng không? Rồi một bạn lấy ví dụ như sau. Nào bây giờ mời các bạn lấy cho cô một ví dụ nhá. It was not until she was nearly 27 years old that she found her love. Đúng không? Mãi đến khi cô ta gần 27 tuổi cô mới tìm được tình yêu của mình, đúng không? Đó, ok. Nào mời các bạn nào.
Để ý vào nhá. Đại hóa lúc thì sử dụng quá khứ, lúc thì sử dụng hiện tại, nó cứ lộn với nhau, em để ý xem nhá. Chúng ta sẽ thấy là khi mà dùng một thì thông thường nó sẽ đồng đẳng về thì đúng không? Chứ chúng ta không có làm lung tung nha, không có làm lung tung lúc thì hiện tại, lúc quá khứ nha bạn ơi. Nào cô sẽ đợi cho các bạn khoảng tầm 2 phút 2 phút nhé, mời mọi người cùng comment cho cô nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check phần comment của các bạn nhé. Câu của chúng ta như sau. It was not until I am difficult in business that I know who are good friends. Câu này quá là sai. Chúng ta sẽ thấy là lệch thì khá là nhiều đúng không? Mãi đến khi tôi khó khăn trong công việc thì mới biết ai là bạn bè tốt. Vậy câu này chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ phải làm như thế này nhé. Đây là một lỗi mà các bạn để cho cô này. Chúng ta sẽ không sử dụng was not, trong lại là I am đúng không? It wasn't until I was difficult in business that I knew who were good friends. Đúng không? Để ý nha. Cho đến tận khi tôi gặp khó khăn trong kinh doanh thì tôi mới biết ai là người bạn tốt đúng không? Vậy để cho cô câu đấy nha. Chúng ta sử dụng câu này như sau này. It was not until I was difficult in business that I knew who were good friends. Đúng rồi, tiếp tục nhé. Câu tiếp theo Thanh Phương này. It was not until I had the children that I understood my parents. Câu này không đúng rồi. Now, it was not until I had parents, had children. Bother đi, had children that I understood my parents. Cho nên tận khi tôi có con thì tôi mới hiểu là bố mẹ đúng không? Đấy. It is not until we come back home that we have eat lunch. Thì câu này của chúng ta sử dụng là lunch thôi đấy nhá. It is not until we come back home that we have lunch. Được chưa? Đến tận khi chúng tôi về nhà, chúng tôi mới ăn tối, ăn trưa. Đúng rồi, it is not until chúng ta sử dụng là come back. It was not until she came to the company that she knew her new boss. Knew tại sao lại còn know nhỉ? Nào để ý cho cô những cái này nhá, như là những cái lỗi mà về chính tả các bạn nhớ là không được sai. Những cái lỗi chính tả là lỗi không được sai các bạn ạ. Tức là nó quá là đơn giản và dễ nên nó không được sai nhá. It was not until she came to the company, đúng không? Came to the company that she knew her new boss, đúng không? It was not until his good friend go far that he had regretted. Câu này là rời đi rồi đúng không? Cho nên tận khi mà cô ấy rời đi thì anh ta mới cảm thấy tiếc đúng không? Vậy câu này các bạn nhớ nhé. Nếu như rời đi cho đến khi anh ta tiếc thì các bạn sẽ không sử dụng từ này đâu. Ok.
It is not until he found has another he finds. Đại hòa nha, xem lại nha. Đại hòa làm lệch thì nhiều lắm. Em xem lại sửa lại đi. Lúc thì quá khứ, lúc thì hiện tại đang lộn hết cả lên kìa. Rồi, tiếp tục nào. It was not until he gets sick that he took care of himself. Câu này của Hoàng Giang lỗi tương tự như bạn ở bên trên nhá. Không sử dụng thì lẫn lộn với nhau. Lúc thì hiện tại, lúc quá khứ lẫn lộn. Tất toàn bộ những ai đang lẫn lộn thì comment lại cho cô nhá. Hòa sai, Giang sai nào. It was not until she was nearly 27. Rồi. It was not until his girlfriend went for it that he had regretted. Thì câu này chỉ đơn giản là regret the thôi, không cần phải hết nhá. Cho đến khi cô rời đi. It was not until his girlfriend left, rời đi ạ, bỏ đi ấy, that he regretted, bỏ tới hết đi, hai chữ T. It was not until his girlfriend left. Ở đây chúng ta có một từ đó, từ regretted. Regretted ở đây là tiếc, nuối tiếc. Tiếc hoặc là nuối tiếc. It was not until his girlfriend left that he regretted. It was not until his girlfriend left that he regretted. Dạ, đến tận khi mà bạn này gái ấy rồi đi rồi, từ left là từ leave, bỏ đi á, thì anh ta mới tiếc nuối. Rồi, ok nhá. Rồi, tiếp tục nào. How much my parents loved me. Thông thường loại sử dụng từ này là ED nhé, chị Thanh Phương thêm ED vào. Rồi, ok nhá. Nào, vậy là cô sẽ đọc một số câu trên màn hình để các bạn cùng đọc với cô luôn để improve phần pronunciation của mình này. Câu 1. It was not until I had children that I understood my parents. Cho đến tận khi mà tôi có con rồi, đúng không? Thì tôi mới hiểu bố mẹ tôi. Tiếp tục. It is not until we come back home that we have lunch. Đến khi mà chúng tôi về nhà thì chúng tôi mới ăn trưa. It was not until she came to the company that she knew her boss. Đến tận khi cô đến công ty thì cô mới biết sếp của cô ấy là ai, đúng không? It was not until his girlfriend left that he regretted. Là đến tận khi mà bạn gái của anh ấy rời đi thì anh ta mới tiếc nuối. Được chưa ạ? Rồi nhá, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một số cấu trúc nữa nhé các bạn ơi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến câu tiếp theo của chúng ta này. Câu này sẽ sử dụng câu như sau nhá. Vẫn là cấu trúc của not until, nhưng lúc này chúng ta sẽ có đảo ngữ này. Not until. Not until, đúng không ạ? Cộng với lại thành thời gian. Có thể là một chủ ngữ hoặc mệnh đề. Hoặc thời gian. Time. Xong sau đó các bạn sẽ chỉ sử dụng là trợ động từ. Chủ ngữ xong mới đến verb. Nào, nếu mà cái này cũng giống hệt trên câu bên trên thôi, chỉ có điều cái này là câu đảo ngữ của cô trên thôi, cái này là đảo ngữ nhá. Vậy câu này như sau: not until 1923, not until 1923 did he return to his motherland. Not until 1923 did he return to his motherland. Được chưa? Hoặc not until my grandma was born. Grandmom, grandmother was born. Did human fly into space? Not until my grandmom was born did human fly into space. Did human fly into space? Human là con người, thêm chữ S gì cho con người là nói chung ạ. Not until my grandmom was born did humans fly into space. Not until my grandma was born did humans fly into space. Câu đầu tiên dịch là gì ạ? Not until 1923. Đến tận khi mà năm 1923 thì anh ta mới quay trở về quê hương của mình. Motherland ở đây là quê hương nha các bạn. Cái này là quê hương. Not until 1923 did he return to his motherland, là quê hương. Còn not until my grandma was born did humans fly into space, là đến tận khi mà bà tôi được sinh ra. Đến tận khi bà tôi được sinh ra thì người con người mới bay được vào không gian. Space ở đây là không gian nhé mọi người. Fly into space, không gian. Vậy mọi người có nhận ra là toàn bộ chỗ này Hoàng đang sử dụng ở quá khứ đơn đúng không ạ? Vì thế cô đang lặp lại cái trợ động từ did. Và bởi vì chúng ta đã lặp lại trợ động từ did rồi nên động từ của chúng ta sẽ chia ở hiện tại đơn. Được chưa ạ?
Được chưa ạ? Ok, nào ở đây có hai từ nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ có hai từ. Từ đầu tiên là từ motherland và thứ hai là từ space. Motherland và space. Được chưa nào? Được chưa? Rồi nào bây giờ mời mọi người đặt cô với cụm từ là not until, bởi vì đây là câu đảo ngữ nha. Not until she finished master degree did she get a competitive job. Rồi, câu này của chúng ta là not until she finished master degree. Thông thường master degree nó sẽ có một chữ SE đằng sau masters này. Not until she finished master's degree did she get a competitive job. Đúng rồi. Not until I'm success did the human do not. Ok, câu này sai là đại hòa ơi. Câu của em sai đặc biệt là chúng ta không nói là I am success, đúng không? Và là I were successful. Did the human do not, mọi người sử dụng là people thôi, còn human là chúng ta nói là con người nói riêng nhé. Đã do not thì các bạn sẽ không sử dụng tính từ nữa đâu ạ. Cái này chúng ta phải sử dụng động từ. Nào, comment lại đi em ơi. Now, not until I am thì I was successful, đúng không? Phải là tính từ chứ. Did people trong cơ thể human cảm thấy như đại hòa làm việc khá là làm qua loa đúng không em? Nghĩ kỹ và viết nào, để ý với cô nhá. Do not humiliate. Humiliate ở đây mang nghĩa là thường là làm bẽ mặt, đúng không ạ? Thì humiliate ở đây mang nghĩa là chê bai, làm bẽ mặt người khác. Được chưa? The scornful này ở đây là sử dụng từ đó là từ chửi mắng đúng không ạ? Thì sử dụng từ scold. Đấy. Did the people do not nữa hả? Didn't people, but did people not thì did people not hoặc là did people cái gì đấy đúng không ạ? Not until we were successful didn't people humiliate and scold me. Hai từ này mang nghĩa là chửi mắng hoặc là sỉ nhục đúng không ạ? Cái này là chửi mắng. Humiliate ở đây là làm cho bẽ mặt. Nhớ là I were successful nha. Làm cho cẩn thận nha em ơi. Not until I moved to Hà Nội did I meet my best friend. Đúng rồi. Not until I moved to Hà Nội did I meet my best friend. Not until she traveled abroad that she recognized how modern other countries are. How modern other countries were. Đấy, thông thường sử dụng như thế nha. Đồng thì nha. Chị Phương để ý lại nha. Từ recognize viết sai chính tả. Ok, rồi. Nào, hôm nay chúng ta sẽ đến phần này nha các bạn nhé. Về nhà các bạn nhớ là xem lại bài cho cô nha. That's all for today. Bye bye, see you.
Xin chào mọi người.